Hồng Vân và Quốc Hưng. Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào chị. Hai em hãy giới thiệu về mình. Em tên là Phan Doãn Sĩ. Năm nay em 26 tuổi, đang làm việc cho ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mekong. Còn đây là vợ em. Rồi cô vợ xinh xắn quá. Dạ, em tên là Ngân Hà, em cũng 26 tuổi. Em là chuyên viên tư vấn luật. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Dạ. Đúng không? Vậy thì quen nhau như thế nào? Chắc là trong trường đại học hả? Dạ không, tụi em quen nhau qua Facebook. Anh nhầm em với một người bạn của anh, cho nên anh kết bạn với em. Em có một người bạn thì em hay qua người bạn nói chơi. Mà khi em qua người bạn nói chơi thì có một cô bé hàng xóm rất là dễ thương tên là Ngân Hà. Đó thì em mới lần la tìm Facebook, tìm mọi cách để nói chuyện với cô đó. Khi em vô Facebook của người bạn của em á thì có tên cô bé là Ngân Hà. Vô nói chuyện bình thường, anh cứ vô nói linh tinh lang thang, nói quá trời luôn. Hỏi em giống như kiểu là đã thân mật từ rất là lâu rồi. Có một lần thì anh hỏi em là em học kinh tế sắp ra trường chưa. Em nói em chưa, em đâu có học kinh tế đâu mà ra trường. Anh nói là ủa sao bữa em nói em học kinh tế. Em nói chứ tôi đâu có gặp anh bao giờ đâu mà hả, anh biết tôi học kinh tế. Vậy hả? Em vẫn chưa biết là em nhầm người. Em cứ nghĩ là cô biết giỡn, cô ấy giỡn với em thôi. Cho nên là em vô coi hình. Em coi hình, thấy đúng mặt không? Không hề là cái người mình đang đeo đuổi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cuối thì cùng... nhưng mà cuối cùng thấy cái hình đó nhìn cũng dễ thương. Đẹp hơn là nên em vẫn tiếp tục nói chuyện. Rồi ảnh xin số điện thoại của em. Cho luôn. Mà em cho luôn. Cho luôn. Tại vì cách nói chuyện của ảnh thấy ảnh cũng thật thà. Nhưng mà cái ấn tượng mà hai đứa lần đầu tiên thấy mặt nhau nó là sao? Tụi em quyết định gặp nhau. Em mới rủ cô ấy đi uống cà phê. Và cô ấy không chịu uống cà phê. Rủ đi ăn cũng không chịu đi. Và cô ấy lại rủ em đi karaoke. Có một nam một nữ thôi. Em cũng hơi sợ. Không hiểu vì ủa sao. Lý do gì sợ? Đi hát karaoke thường là đông người đúng không? Mà chỉ một nam một nữ, em mới sợ. Em hiểu không? Karaoke phải có phòng riêng rồi. Tại lần đầu tiên gặp á thì coi hình thấy cũng khôi ngô tuấn tú. Khi mà em gặp ảnh á thì chỉ có diễn tả bằng 4 từ thôi. Từ gì? Hốc giọng tràn trề. Ảnh ổn nhớ nhất à. Mà mặt mụn không à. Kim cương đâu giác đầy mặt. Em nạm kim cương lên mặt phải không? Dạ. Cái em mới nghĩ bụng chứ, bây giờ mà đi ăn hay đi uống cà phê á thì phải ngồi đối diện, mặt đối mặt là phải nhìn mặt nhau. Mà nhìn mặt hay là thấy không hợp nhãn à. Cho nên là em nghĩ chứ thôi bây giờ kiếm cái gì mà không nhìn mặt nhau mà vẫn chơi được, cho nên em chọn đi karaoke. Lần đầu gặp mặt thì cổ đã tặng cho em 4 chữ vàng thất vọng tràn trề. Vậy lần đầu gặp mặt cổ thì em cũng tặng lại cổ 4 chữ vàng đó luôn. Tôi sẽ ở ngoài nhìn không giống như những tấm hình vô tình trên mạng. Nhìn ở trong hình Facebook á nhìn rất là dễ thương, ở ngoài nhìn không phải vậy. Mình tưởng là mình gặp nhầm người nữa cơ. Em về thì em cũng nghĩ là cũng không tiếp tục gặp nhau nữa. Mà đột nhiên sau 2 tuần có lại gọi điện thoại cho em. Đủ đi karaoke tiếp. Thêm lần nữa. Dạ thật bất ngờ. Mà lần này mấy người em đang thất tình cho nên là em buồn quá, cái em mới rủ ảnh đi. Mà vô đó cũng không có nói chuyện gì nhiều, chỉ có hát và ăn thôi. Mà kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Sáu tiếng đồng hồ hát cái không này nhìn bị tắt tiếng luôn á. Mà 6 tiếng hát không nhìn mặt nhau luôn. Thật là lúc em nghĩ em cũng nể phục. Vì sao mình có thể là hát được 6 tiếng đồng hồ vậy? Bây giờ em kêu em làm lại em cũng không làm lại được điều đó. Có chuyện gì xảy ra trong 6 tiếng đó không? Cũng chẳng có gì hết, mà chỉ có một câu chuyện đó là lúc đó em hát đến bài Mơ Một Hạnh Phúc. Có câu là mơ một hạnh phúc có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh. Thì lúc đó em nhớ đến bạn trai cũ của em. Rồi em khóc 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 khóc. Tự nhiên em quay qua em nghe tiếng bên cạnh em quay qua tự nhiên thấy anh này đang khóc. Em nghĩ bộ nó chứ cha này vô gì tự nhiên mà khóc gì khóc. Ủa mà lý do sao em khóc vậy? Tại vì em cứ nghĩ là cô ấy thể hiện tình cảm với em.
nên mình cũng thấy rất xúc động, thì mình cũng rơi lệ theo. Thật ra là không có lần đó mà chị nghĩ rằng sau cái buổi đó là hai đứa xích lại gần nhau hơn đúng không? Dạ, thì sau lúc đó thì em mới thấy cũng cảm kích, cho nên em quyết định tiến tới. Tiến tới? Dạ. À, tỏ tình đúng không? Dạ, tỏ tình. Đúng rồi, vì nghĩ là cái tình cảm toàn bộ dồn hết cho bạn. Em không hiểu vì sao em tỏ tình tới 3 lần mà cô ấy vẫn từ chối. Ô gì vậy? Em cũng rất là ngạc nhiên. Kỳ vậy? Có hai lý do. Đó là thứ nhất là ảnh trùng tên với ba em. Ủa thôi hả? Dạ. Thứ hai đó là lúc đó ảnh ốm á. Anh ốm do ốm nhất là có 50kg mà em thấp bé con đôi giật. Thì lúc đó cô ấy mới ra điều kiện cho em lên 60kg. Từ 50kg lên 60kg cũng rất là khó, là lúc đó ăn rất là nhiều mà không mập nổi. Thì lúc đó cô ấy mới đưa cho một thời khóa biểu ăn rất là dày đặc. Thời khóa biểu ăn sao? Sáng 6 lên 8, xế trưa 9 giờ ăn, trưa 11 giờ ăn trưa, đến chiều 3 chiều ăn tiếp, đến tối 7 giờ ăn tiếp, đến 11 giờ đêm ăn tiếp. Là đúng giáo viên lớp mầm quá. Em nhìn mấy cơm mà em nhìn em ám ảnh luôn. Rồi em có áp dụng cái bài khóa biểu đó không? Phải áp dụng chứ anh, bởi vì mà khi mỗi lần ăn á là cô ấy bắt em gọi điện thoại để nghe nhai như thế nào nữa. Bao nhiêu lâu thì em lên được cái số gọi là số kilo mà vợ em mong muốn? Thì với tốc độ ăn đó của em á thì khoảng một tuần em lên 3kg. Wow. Cho nên khoảng hơn một tháng trời thôi là em lên tới 62kg. Tới cái mức mà khi đó em nghỉ hè được một tháng thì bạn bè vô, khi mà vô học á, bạn bè cứ nghĩ em bị bệnh thận, bị phù. Mày sao làm gì một tháng trời mà nó phù người lên vậy? Phù thận. Rồi bây giờ qua được một ngưỡng rồi, đừng có nói là bắt chồng đổi tên nha. Có hai lý do thì ảnh đã đạt được một chỉ tiêu rồi. Em cũng nói ảnh là bây giờ đổi tên, nếu mà quen thì đổi tên đi. Anh cũng hứa với em là quen anh sẽ đổi tên. Em cũng chấp nhận. Từ lúc đó tụi em quen nhau. Nhưng mà giờ lấy nhau rồi anh cũng chưa đổi tên. Thôi đâu cần, bây giờ em gọi xưng hô bằng nickname với nhau được rồi. Đó. Chồng yêu hay là gì đó, anh heo hay là gì đó. Đây là anh mụn. Chị hỏi nè, từ lúc mà quen nhau cho đến lúc lấy nhau có lâu không? Khoảng 3 năm chị. Vậy bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Bây giờ tụi em lấy nhau cũng được khoảng hơn 4 tháng. Vậy đúng nghĩa là cặp vợ chồng son ha. Dạ. Nếu vậy thì sau khi tụi em lấy nhau đó, cuộc sống nó có vui hơn, nó khác nhiều hơn lúc mà yêu nhau không? Khi lấy nhau rồi á thì mọi chuyện đều ổn. Ngoại trừ một chuyện là nói tật thì cũng là tật, mà cũng là một cái ưu điểm là rất thích nấu ăn. Nhưng mà cái tật là tật ở đây là hay chế. Dạ. Chế biến dạ, chế sáng tạo. Chế thức ăn á. Có một lần, nấu chè khúc bạch. Thì không hiểu sao có một lần cô ấy dẫn em đi ăn chè khúc bạch rồi. Ăn rất là ngon. Cái về nhà cũng kêu vợ em nấu. Vợ em cũng rất là thích nấu. Khi nấu xong em ăn, không phải chè khúc bạch nữa. Nó rất là dai á. Rồi cái mùi của nó mà khi em ăn thì nó giống như mùi bò xít. Thì chị có nghĩ là mùi bò xít. Ăn rất là kinh khủng. Em đâu dám ăn. Ăn một lần lẹ ra liền. Em còn dám ăn. Cũng như là sáng tạo ra cho biết vậy thôi đúng không? Em cũng không hiểu tại sao nó thành cái món thảm họa như vậy nữa. Tinh dầu hạnh nhân em cho vô, đáng lẽ nó mới thơm mùi hạnh nhân mà em không hiểu sao nó thành mùi bỏ xiếc. Rồi cái cục khúc bạch em nhớ em cho đường vô, mà không hiểu sao nó mặn chăng à. Em có một ông anh chồng, ổng tao nói không từ một cái gì ổng không ăn. Cơm đang ăn cho tủ lạnh, hộp cơm nó co lại còn có nữa, bỏ đi công chuyện về tiếp tục ăn. Mà chè khúc bạch của em nó không ăn. Thảm họa nhất trong tất cả các loại thảm họa. Cái đó là cái món sáng tạo đầu tiên hay cuối cùng? Dạ, món giữa thôi chứ chưa dừng lại đâu. Cũng rất nhiều sáng tạo đó chị. Cái mong muốn của em á là mong muốn là khi nấu đồ ăn á bớt dế đi, chỉ cần làm theo công thức là được rồi. Đừng có dế quá, phóng khoáng quá, dạ không cần sáng tạo thêm. Nói chung là em phải chú ý nghe, đừng có sáng tạo bún đậu mắm tôm là hiện nay đã có hot á, đừng có sáng tạo là thành là bún đậu mắm ruốc nha. Còn chồng em thì sao, có cái điều gì em khám phá sau khi mà lấy nhau không? Dạ, ảnh thì ảnh thích chơi game. Hai vợ chồng em thì sáng mỗi đứa đi làm trên cũng không nói chuyện với nhau nhiều, đến tối về thì mới nói chuyện với nhau thôi. Thì em cũng muốn hai chồng chia sẻ những điều, cũng như hôm nay anh có cái gì vui, anh có cái gì vui thì anh nói với em nghe.
Thôi em cũng vậy. Mà em nói ảnh cứ chơi game với trò Candy Crush Saga trên Facebook rồi trên điện thoại đó. Không có chơi. Anh ghiền quá. Cái em nói chuyện gì anh cũng thấy em dám vô cùng gì cứ nói chuyện một mình không à. Cái em giận. Em không cho anh ngủ chung nữa. Cái mấy bữa sau cái ảnh khắc phục. Anh khắc phục, anh sửa sai bằng cách lén lén lấy điện thoại của vợ em, anh cài vô, anh cài vô để cài vô cho chơi thử, cài vô chơi thử, chơi thử thấy ghiền chơi luôn. Em nhún chào, nhún chào. Với hai chồng cùng chơi luôn hả? Dạ, bây giờ thì mỗi buổi tối không ai nói chuyện nhai, cứ mạnh người mỗi người một máy chơi. Đi kịch hôn nhân. Trời ơi, tình hình vậy là không có được nghe. Càng ngày càng căng. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chết. Chưa tiếp tục, mới tiếp tục như kiểu này là không có em bé đâu nghe. Chưa mới chơi kiểu đó đó. Đã chưa? Em hai đứa cùng phải sửa cái đó đó. Cùng bỏ game đi. Trời ơi, tối hai chồng về phải chịu khó nói chuyện tìm hiểu nhau chứ không có như vậy được. Dạ. Hiểu không? Thử đi. Đêm nay về đi, bỏ chơi game đi, nói chuyện gì khác hơn và chơi cái khác đi, ví dụ vậy. Dạ, chơi cái khác vui hơn. Rồi, xin cảm ơn hai em.